Một người yêu vợ bạn bị đâm suýt mất mạng, vụ việc xảy ra ở Cần Thơ. Tòa án Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Sang, ngụ phường An Hòa, quận Ninh Kiều, 15 năm 6 tháng tù về tội giết người và tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, Sang và chị Cao Thị Mỹ Huyền là vợ chồng và có 3 người con. Tuy nhiên, chị Huyền lại nảy sinh tình cảm với bạn của Sang là Nguyễn Đình Trọng Nghĩa. Sau nhiều lần đề nghị cả hai chấm dứt mối quan hệ sai trái không thành, Sang đã dùng dao đâm liên tiếp 2 nhát vào vùng bụng và ngực của Nghĩa, gây thương tích 38%. Sau khi gây án, Sang bỏ trốn và bị bắt trong một vụ án khác có liên quan đến ma túy.